khi yêu thương đến từ những điều nhỏ nhất. Khi khát khao cống hiến và phụng sự luôn cháy trong tim mỗi con người. Chắc chắn yêu thương sẽ được lan tỏa, hạnh phúc sẽ được truyền tay. Thời trang và tình yêu thương được gửi gắm vào từng sản phẩm. Gumac không chỉ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, mà còn đồng hành cùng tất cả mọi người trên con đường đạt đến hạnh phúc đích thực. Thành lập năm 2016, trải qua 5 năm nỗ lực không ngừng với gần 100 cửa hàng trên toàn quốc, Gumac đã khẳng định hệ giá trị của riêng mình, triết lý thời trang hạnh phúc. Vượt qua bao thách thức, chúng tôi không ngại tạo ra những thay đổi, liên tục ra mắt những dòng sản phẩm mới, tối ưu trải nghiệm mua sắm, chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cho ra những sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường, hướng đến thời trang bền vững vì một trái đất xanh. Với sự phát triển vượt bậc, trở thành thương hiệu dẫn đầu ngành thương mại điện tử chỉ sau một năm gia nhập, Gumac không chỉ dừng lại ở đó. Trong 3 năm tới, Gumac bắt đầu chinh phục thị trường Đông Nam Á, có mặt trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, trở thành thương hiệu thời trang Việt Nam vươn tầm thế giới. Chính trực, phụng sự, tình yêu thương vô điều kiện, lòng biết ơn, đức tin tuyệt đối và kỷ luật. Đó là giá trị cốt lõi tạo nên cái tên luôn khiến chúng tôi tự hào. Đó là Gumac, thương hiệu thời trang hạnh phúc dành cho tất cả mọi người.